Hôm qua trường đại học Nam Cần Thơ đã tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2027. Đại hội triệu tập 200 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Gia dự đại hội có chị Lưu Thị Ngọc Anh, bí thư thành đoàn Cần Thơ. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua 2022-2024 cho thấy Đoàn trường đại học Nam Cần Thơ đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đồng hành với đoàn viên thanh niên trong các hoạt động lập thân lập nghiệp chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên được nâng lên. Các phong trào hành động cách mạng đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội, xuất sắc vượt tất cả chỉ tiêu nhiệm kỳ, nổi bật như giới thiệu 355 đoàn viên ưu tú cho đảng quỹ để bồi dưỡng nhận thức chỉ đảng, có 436 đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên, thực hiện 13 công trình thanh niên cấp thành phố, 76 công trình thanh niên cấp trường, thực hiện 947 công trình phần diệt thanh niên cấp cơ sở, trồng mới hơn 7.300 cây xanh, có 22 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027.